Chào tôi xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay review mẫu Kia Morning 2013 nè, xe chuẩn gốc gia đình cô chú anh chị nha. Đồ chơi chủ nhà lên full kính rồi anh em, nước sơn bên ngoài đẹp nè, gia đình gốc nồi 100% nha cô chú anh chị. Xe này ủy quyền mới có tập đầu tiên cho Trần Anh thôi, anh em thích ủy quyền thì Trần Anh sẽ ủy quyền tập 2, thích rút hồ sơ cũng được nha bà con. Form dáng đẹp chuẩn chu rồi, form dáng của em Kia Morning kết hợp chủ nhà đã lên mâm đúc đầy đủ tính năng rồi anh em. Đèn cái heo form mới, em này đăng kiểm đến tháng 2 năm 2024, mẫu này là 2013, đăng kiểm 1 năm. Máy là 1.25, 51K93260, đầu 93 cô chú anh chị. Form đẹp nha bà con. Sơn xi bên ngoài khá là chuẩn chu, hai cụm đèn trước mới tinh. Đây anh em, dòng này tích hợp là hệ thống gương chỉnh điện. Keo chỉ em này thì nói chung là nguyên bản hết, không có dịch vụ nha. Thôi cho anh báo luôn bản MT. Tán 7 màu chưa mở luôn. Vô lăng nè. Đây anh em, trải nghiệm vô phần máy là màn hình Android full hết tất cả các tính năng rồi. 151.000. Xe này chừng anh vừa mới thay thước lái ngày hôm qua em kia xong. Đây là full đồ chơi hết chưa? Kết hợp chúng ta sẽ có cam da xịn nè. Đó. Cam da xịn cho anh em nha. Kia Morning không có dấu hiệu khoan đục chém đục trên xe đâu. Anh em trải nghiệm cho phần máy nè. Em này trợ lực điện, trợ lực là trợ lực điện nha anh em nha. Trần Anh vừa mới thay một cây thước lái xong. Cục máy êm lắm. Đó, che nắng che mưa mẫu này chở gia đình đi chơi thì phải gọi là khá là ok. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Em này đi đâu đó lăn quanh rơi cho anh em nằm tầm 5 lít thôi anh em. 5 lít trên 100 km, 4 máy. Động cơ dung tích máy mạnh mẽ nha anh em. Đó, mùa Noel này anh em lấy mẫu này về anh em chạy gia đình thì quá chuẩn rồi. Đi đôi cùng đèn là đèn cá heo nguyên bản của dòng Kia Morning. Anh em trải nghiệm vô phần khoang máy nè. Cục máy nổ em luôn à, máy nổ chỉ có nghe tiếng bếp phun thôi. Đây anh chị, đây là cục máy nè. Cục máy canh nhẹ là mặt nắp đầu ron cam cò thôi anh em ạ. 150 mấy nghìn, canh nhẹ là mặt nắp ron cam cò đầu thôi. Xe không có tỷ độ hơi. Được cái chất xe gia đình nha, không có dịch vụ, không khoan, không đục nha bà con nha. Đó là báo thẳng luôn. Giá bán thì Trần Anh bán chỉ có 160 triệu cho anh em. Anh em mua Trần Anh sẽ có bớt cho anh em 5 triệu và 155 triệu. Hai bên kèo cuộc là không có đâm va nè. Keo quấn nguyên bản xung quanh anh chị nè. Nắp capo toàn bộ hệ thống đi chất sơn rin hết toàn bộ trên nắp capo. Đây anh em, đây là hệ thống keo nha. Keo nguyên bản hết. Nhiều khi tán bản lề còn chưa mở đây anh em. Đây, hai bên kèo sạch sẽ nè. Đó đẹp không? Đây. Bốn máy nè, 1 2 3 4. Xài toàn bộ hệ thống bếp full. Đây là trợ lực Trần Anh thay nè. Đó. Thước lái anh em thấy hai cái thước lái không? Hai cái thước lái chỗ chịu u là Trần Anh thay mới. Xíu này em quay dưới gầm cho bà con coi cho nó dễ. Còn ngoài ra máy số hầu như là nguyên bản hết. Xài toàn bộ hệ thống ổ ga FI. Anh chị là ga điện hết toàn bộ nha anh em. Đó, sạch sẽ không? Em này máy số bao rin, mặt nắp cam cò chạy thời gian cũng như có canh chỉnh lại mặt nắp cam cò. Tại vì sao? Chạy thời gian á. Nó ngấm nhớt là người ta mở cái mặt đen này lên nè. Là người ta thay ron để cho nó khỏi bị ngấm nhớt ra ngoài nha cô chú anh chị. Em này xài toàn bộ hệ thống IC hết toàn bộ. Hệ thống nước giải nhiệt của em nói đây. Đây anh em, nắp nước, ép nước giải nhiệt nè. Đi đôi bình 45A. Xe sạch sẽ. Em vừa mới thay cây thước lái 7 triệu bạc. Nếu mà bà con không rành, bà con đưa vô gara thì chắc là người ta đó. Chắc anh nghĩ người ta lấy chỉ phải tầm 10 mấy triệu. Còn mà nếu mà đưa vô hãng nó còn mắc nữa nha anh chị nha. Đồ đạc thì Kia Morning nó bán thông dụng bên ngoài, dễ thay dễ sửa cho anh em lắm. Anh em sửa ở đâu cũng được hết á. Đây anh em gầm nè anh em. Đây nè, cái thước lái thay mới nè. Anh chị thấy không? Đây nè. Đó, đây là thay mới hết toàn bộ nè. Báo cho anh em xem nha. Đây nè. Đó, nó nằm ý chỗ U rồi thay mới toàn bộ nè anh em. Đó, thay mới toàn bộ cho anh em nhé. Riêng thước lái là về yên tâm rồi, không phải lo nữa rồi. Thước lái là Trần Anh thay mới luôn. Gầm bề đẹp, không có tí một vọt ở dưới phần gầm. Sạch sẽ cho anh em. Giá hợp lý không? Giá quá hợp lý. Được cái chuẩn gốc gia đình, bốn vỏ đâu đó lanh quanh mới tinh.
Đây anh em, bốn quả vỏ này, bốn quả vỏ 80% luôn. Mẫu này là anh em lấy về anh em chạy, anh em ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Đồ chơi full kính hết rồi. Đèn đuốc là sáng trưng. Xe ngay chủ nha, mới ủy quyền tập đầu tiên thôi. 51K93260. Riêng mẫu này máy móc bảo hành cho anh em 3 tháng thoải mái. Cốp sau nè anh em, cốp sau là hai bên là bon điền sạch sẽ này. Không có dấu hiệu đâm pha lỗi lầm ở trên cốp nè anh chị. Hệ thống keo của em nó là keo nguyên bản hết. Đinh bấm hai bên lường đây. Anh em trải nghiệm phần cốp nè. Vỏ đồ xe cua đầy đủ chưa? Đây là số khung nè. Nó sạch sẽ. 5 chỗ ngồi. Chân là chân nỉ. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Hàng đẹp, chuẩn gốc gia đình, gầm bề đẹp, không cứng không lỗi, không mục mọt. Máy số thì bao chất anh chị nha. Chỉ có Trần Anh vừa thay thước lái cho anh em thôi, là Trần Anh thay rồi, anh em về anh em yên tâm mà đi. Sơn si thì chạy qua thời gian 5 tháng thì chắc chắn mẫu này cũng có dầm rút khá là nhiều. Sơn rin đâu đó lanh quanh còn được ở tầm 40 đến 50% thôi anh em. Đó là báo thẳng báo chuẩn nha. Được cái xe liền không cứng không lỗ cho anh em đâu. Lấy về là anh em chạy luôn. Ngoài ra anh em không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa. Máy móc nổ thì thầm mùi xuân, nổ nghe tiếng động. Đây anh em nè, máy móc nổ không hề nghe tiếng động, chỉ nghe tiếng bếp phun thôi, tạch 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 tạch, rất là dễ thương luôn. Được chưa anh em? Quan tâm mẫu này alo cho em nha. Em khép lại chương trình tại đây này. Chào anh, see you and goodbye.